Rồi hai cái slide tiếp theo nhá, thì nó nói đến một cái nó gọi là conceptual framework. Thì cái conceptual framework này nó là một cái mà cái bọn IASB nó viết ra. Đấy, bọn IASB nhá là cái tổ chức quốc tế. Cứ nhớ là có hai tổ chức, một cái là quốc tế và một cái của Mỹ. Cái tổ chức I thì nó là của quốc tế, cái tổ chức F thì nó là của Mỹ. Đấy. Thì IASB nhá là cái bọn quốc tế này thì nó đẻ ra một cái nó gọi là conceptual framework. Thì cái framework này đấy nó là một cái khung, nó như kiểu là một cái quyển hướng dẫn ấy. Nó bảo là nếu mà các công ty bọn mày mà kiểu làm financial statements thì bọn mày nên làm theo lời khuyên của tao. Đấy, nó đưa ra một cái framework, nó nêu ra là nên làm như này, cần phải như này. Đấy, để các công ty nhìn vào đấy để mà kiểu làm theo ấy. Thế nó không bắt buộc nhá, nó không bắt buộc, chỉ đưa ra một quyển hướng dẫn thôi. Nó bảo là tao nghĩ là cái này là tốt và nên làm, bọn mày nên theo như thế này. Đấy. Thì cái framework nó gồm một thứ như sau. Đây có hai cái slide về cái framework này, mình sẽ nói nhanh cho mọi người biết được là cái framework này nó gồm một cái quái gì. Đây, đầu tiên nhá, thì cái framework này nó đưa ra một cái nó gọi là objective of financial reporting. Đấy, đây là cung cấp thông tin cho bọn cung cấp resource capital. Thì cái định nghĩa này thì đã nói được cái định đầu tiên rồi nhá. Đấy, ở ngay cái slide đầu tiên của định đầu tiên luôn, không có gì mới nhá. Đấy, nên là nói thế thôi. Đến cái cửa dòng thứ hai này, thì cái cửa dòng thứ hai nó đưa ra hai cái nó gọi là fundamental characteristics. Đại loại ở đây ý của nó là các cái thông tin ở trên financial statements ấy, là nó bắt buộc phải có hai cái đặc điểm cơ bản này. Đấy, gọi là fundamental characteristics, nó gọi là relevance với cả faithful representation. Đấy, có hai cái như thế. Thì đây thì mình sẽ nói qua xem là hai cái này nó là cái gì nhá. Thì thực tế ở trong bài thi nó sẽ không bao giờ nó hỏi mọi người là hai cái này nó là cái gì đâu. Mọi người chỉ cần nhớ là nó gồm hai thứ là relevance với cả faithful representation thôi. Chứ mình gần như chắc chắn là không bao giờ nó hỏi là relevance là cái gì đâu nhá. Đấy, nó sẽ không hỏi như thế. Nhưng mà bây giờ mình sẽ vẫn giải thích qua cho mọi người để mọi người biết nó là cái gì nhá. Đây là relevance ấy, có nghĩa là trong sách nó định nghĩa là cái thông tin đấy nó sẽ phải gồm hai thứ. Một cái nó gọi là predictive power, một cái nó gọi là confirmative power. Thì predictive power có nghĩa là cái đấy nó có thể được dùng để predict, để dự đoán trong tương lai. Có nghĩa là những cái thông tin đấy mình có thể dùng để mình dự đoán được là trong tương lai là như thế nào, hoặc là mình dùng để mình đưa ra những quyết định trong tương lai. Cái đấy nó gọi là predictive power. Còn cái thứ hai thì nó gọi là confirmative power. Thì confirmative ở đây có nghĩa là từ confirm ấy, có nghĩa là mình có thể dùng cái thông tin đấy để mình confirm, mình check lại cái thông tin trong quá khứ, check lại xem là những cái dự đoán trong quá khứ có đúng không, mình quyết định trong quá khứ đưa ra có đúng không. Đấy, ý là nó có hai phần, một là predictive là liên quan đến tương lai, một cái là confirmative là để check lại quá khứ. Thì cái thông tin đấy nó phải gồm cả hai cái đấy, hai cái giá trị đấy thì nó mới được gọi là relevance. Còn faithful representation thì nó được định nghĩa là nó gồm ba yếu tố. Một là complete này, nghĩa là thông tin là đầy đủ này. Hai là neutral, có nghĩa là thông tin đấy nó phải trung lập, nó không được thiên vị, nó không được có vấn đề gì hết, trung lập. Và cái thứ ba nó gọi là free from error. Free from error nghĩa là không được phép có sai sót, là một sót hay là lỗi liếc gì linh tinh. Đấy, thì cái faithful representation nó gồm ba thứ như thế nhá. Rồi, đấy thì mình giải thích để mọi người biết thôi. Trong bài thi thì đấy mình khá chắc là không bao giờ nó hỏi như thế đâu. Và tôi nhớ là có hai thứ tên là relevance với cả faithful representation là được. Rồi. Tiếp này, ngoài cái hai cái đấy ra nữa thì cái framework này nó còn đưa ra thêm bốn cái đặc điểm khác, nó gọi là supplementary characteristics. Đại loại đây là bốn cái thứ mà phụ thêm vào ý. Thì ngoài hai cái chính kia ra thì cũng cần thêm bốn cái phụ này nữa. Thì một cái đấy tên là comparability này, có nghĩa là đại loại là thông tin nó phải có khả năng dùng để so sánh giữa các công ty khác nhau, so sánh giữa những cái năm khác nhau ấy. Đấy, nó phải bản chất của nó phải dùng để so sánh được này. Thứ hai thì là verifiability. Thì verifiability có nghĩa là cái từ verify có nghĩa là những cái thông tin này sẽ có thể được kiểm chứng được. Thế là giờ bọn nó mà muốn ngồi check xem là có đúng không là phải làm được nhá. Đấy, cái đấy nó gọi là verifiability.
Cái thứ ba nó gọi là timeliness. Thì timeliness ở đây có nghĩa là cái thông tin đấy nó phải được đưa ra một cách kịp thời. Ví dụ như là cái financial statements nó phải được làm ra đúng hạn này, không được đưa ra quá muộn này, kiểu như thế. Thì nó được gọi là timeliness. Cái cuối cùng thì nó gọi là understandability. Thì understandability thì có nghĩa là cái thông tin đấy nó phải đủ dễ hiểu ấy. Thế một cái thằng bình thường có kiến thức cơ bản về tài chính các thứ thì nó đọc thì nó phải hiểu đấy, thì không được quá là phức tạp, quá là ngang nhàng ấy. Thì cái đấy nó gọi là understandability. Thế nhá, tóm lại là có hai cái fundamental này và bốn cái supplementary này thì mọi người phải học thuộc lòng. Ý mình là đấy, phải nhớ là hai cái là cái gì và bốn cái kia là cái gì. Ví dụ và không được phép nhầm lẫn hai cái này với nhau. Ví dụ giả sử nhá, nó sẽ hỏi là cái nào trong ba cái này là một cái fundamental characteristic chẳng hạn. Xong rồi nó liệt kê là relevance này, timeliness với cả comparability chẳng hạn. Đấy thì mọi người sẽ phải biết được là đáp án đúng nó là relevance. Kiểu như thế, nó sẽ hay hỏi cái câu từ như thế. Thì mọi người phải nhớ được là hai cái nhỏ này, bốn cái nhỏ này gồm những thứ gì, không được nhầm với nhau. Đấy, thấy không? Tiếp này. Tiếp theo là một cái gọi là constraints. Constraints ở đây thì ý của nó đấy là có ba cái hạn chế, ba cái vấn đề khi mà tạo nên cái financial statements ấy. Đấy thì có ba vấn đề nữa. Thì ba vấn đề đấy là thứ như này. Đầu tiên nó gọi là trade-off between desirable characteristics. Thì ở đây cái đấy cũng nhất là ý của nó là mình nếu mà được một cái đặc điểm này thì sẽ mất một cái đặc điểm kia ấy. Tức là trong 6 cái đặc điểm mà được liệt kê ở phía trên thì không thể nào mà được cả 6 cái đấy. Nếu được cái này thì cái kia nó sẽ kém đi một tí, lúc nào sẽ một cái sự trade-off, một sự trao đổi. Đấy, thì cái đấy là cái hạn chế đầu tiên nhá. Cái hạn chế thứ hai thì nó gọi là cost of providing useful information. Thì cái này có nghĩa là cái việc mà cung cấp thông tin ấy, làm ra cái financial statements ấy, là phải bỏ chi phí và công sức ra, chứ không phải là đơn giản. Đấy, và những cái chi phí của cái việc cung cấp thông tin đấy là nhiều khi nó rất là lớn và cũng phải cần cân nhắc ấy. Và họ phải làm như thế nào mà cái lợi ích của cái thông tin đấy nó phải lớn hơn là cái chi phí của việc cung cấp thông tin nó đó. Chứ bây giờ cái benefit nó phải lớn hơn là cost ấy. Chứ nếu mà benefit của việc có thông tin nó lại thấp hơn cost của việc kiếm thông tin thì rõ ràng là chả ai đi kiếm thông tin là gì, đúng không? Đấy, cho nên cái cost benefit như thế là cần cân nhắc đấy. Rồi, cái hạn chế thứ ba thì nó gọi là unquantifiable intangible aspects. Thì cái đấy ở đây thì nó có nghĩa là có những cái đặc điểm, những cái khía cạnh của công ty mà nó không thể thể hiện qua được bằng những con số ấy. Có những cái thứ nó rất là vô hình, nó không thể liệt kê ra được, nó không được thể hiện ra trên financial statements được. Ví dụ nhá, như là danh tiếng công ty đấy chẳng hạn, gọi là reputation đó, hay là độ trung thành khách hàng, như kiểu gọi là customer loyalty. Đấy, những cái đấy là cái nó không thể tính toán, không thể đong đếm được, cho nên là kiểu financial statements sẽ không thể thể hiện ra những cái như thế. Đấy, thì có ba cái vấn đề đấy nhá, ba cái mặt hạn chế của financial statements như thế. Tiếp theo là reporting elements. Thì cái này thì mọi người học rồi nên không có gì nhá. Đại loại nó bảo là financial statements thì phải gồm 5 cái elements là assets này, liabilities này, equity này, revenue hay cũng gọi là income này, cả expense. Đấy nhá, 5 cái này thì nói rồi nhá. Tiếp theo là underlying assumptions. Thì ở đây họ bảo là khi mà làm ra cái financial statements ấy, thì sẽ có hai cái giả định. Cái giả định thứ nhất thì nó gọi là accrual basis accounting. Thì accrual basis accounting là cái mà mình đã nói ở trên trước rồi. Đó, nó là revenue và expense sẽ phải được report ở cái thời điểm mà nó xảy ra, đúng không? Thay vì là cái thời điểm mà nhận hoặc là trả tiền. Đấy, thì cái accrual basis accounting nói ở trước rồi nhá, nên giờ không nhắc lại nữa nhá. Rồi, còn cái giả định thứ hai thì nó gọi là going concern. Thì going concern ở đây cũng nghĩa là cái công ty đấy nó phải được coi như là nó sẽ hoạt động trong một thời gian trước mắt, thì là không phải nó sắp đóng cửa hay nó sắp thanh lý tài sản hay là phá sản gì hết. Đấy, nó được giả định là nó sẽ phải hoạt động tiếp trong một khoảng thời gian gần tương lai. Đấy, chứ không phải là nó sắp giải thể hay là gì hết. Đấy, thì cái đấy nó gọi là low concern. Rồi, tiếp này, recognition of elements.
Thì ở đây nó là một chút cái lý thuyết, nó đưa ra hai cái định nghĩa như thế này. Đấy là những cái elements như là asset này, liability sẽ là equity, nó sẽ được recognize trên financial statements khi mà có hai thứ xảy ra nhá. Điều thứ nhất đấy là future benefits are probable. Điều thứ hai đấy là value hoặc là cost can be reliably estimated. Thì cái này nó có nghĩa thế này, đa loại ý của nó đấy là những cái benefit trong tương lai có thể xảy ra nhá, là probable nhá. Probable nghĩa là có thể thôi, không phải là chắc chắn. Chỉ cần là probable thôi là được phép report rồi, chứ không phải là certain hay là gì hết nhá. Đấy, cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đấy là value hoặc là cost của cái thứ đấy nó có thể được ước tính một cách tương đối chính xác, rõ ràng. Đấy, thì cái ghép đầu dòng này mình nghe nó kiểu hơi mơ hồ ý, mình cũng không hiểu, kiểu có thể người đọc cũng không hiểu là thực tế thì nó như thế nào, các thứ các thứ. Thì cái phần này thì nó không quan trọng lắm đâu, mọi người chỉ cần nhớ cái định nghĩa này thôi. Đấy, nó không yêu cầu người biết phải phân biệt là khi nào future benefits là probable hay là khi nào là reliably estimated hay là gì hết. Đấy, họ không yêu cầu người biết cái thứ như thế, mọi người chỉ cần nhớ cái định nghĩa này thôi. Đấy, future benefits là probable với cả value cost là reliably estimated. Đấy, nhớ lại câu này xong không cần biết cái gì khác, thấy không? Rồi cuối cùng, cái phần cuối cùng của framework này nó nói đến một cái gọi là measurement. Thì measurement ở đây thì là nó xoay quanh cái gọi là measurement base ý, là cái mà khái niệm mà lúc nãy mình có nói qua rồi. Tức nghĩa là có những thứ thì là được report ở historical cost này, có những cái thì là report ở market value này, vân 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 ý. Đấy, cái đấy mình nói rồi đúng không? Thì ở đây thì trong sách nó liệt kê ra một đống những cái measurement base khác nhau. Đấy, 7-8 thứ liền. Xong rồi trong sách nó cũng liệt kê ra, nó giải thích là định nghĩa của mấy cái này là cái gì. Thì cái đống này này thì mọi người không cần phải biết nhá. Ý mình nghĩ là được, ok, mọi người cứ về mà cứ đọc qua xem nó là cái gì là được. Nhưng mà không cần phải nhớ đâu. Mấy cái measurement base này thì cái nào mà cần dùng ý, thì cũng reading sau mà học đến thì sẽ nói kỹ. Đấy, còn ở đây nó chỉ liệt kê ra những kiểu lấy ví dụ thôi ý, cho mình biết là có những cái như thế này, tên là như thế này thôi ý. Đặc biệt là mọi người biết nhá. Đấy, chứ là phần này mình có thể skip.